Giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi vô trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ khuyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình giúp khổ sầu vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ba mươi bốn nhân a sa va ca gia hoa an hô tu a na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm trong ngày vị lai. Nam mô Bồ Tát giảng. Đây là chương trình Phật pháp Bồ Tát Tham Má trên podcast mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình tu bộ kinh Maccima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 34, tiểu kinh người chăn bò. Chula Gopala Cá Xuất Tá, phân đoạn 152 đến 155 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhập cảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giác. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì dạy hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ với Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn lễ tinh Phật. Cái
Kính chào Chúa Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về kinh số 34, cũng tựa đề là kinh người trăn bò. Nhưng mà tiểu kinh ngày hôm kia, hôm thứ tư, chúng ta học kinh người trăn bò, kinh đại kinh. Đại kinh một vu ngưu giả là Đức Phật Ngài nói đến một người trăn bò. Mà không có biết được 11 vấn đề thì sẽ làm cho cái đàn bò bị suy giảm. Còn nếu mà người chăn bò mà có được biết được 11 cái điều kiện, 11 cái sự việc thì sẽ làm cho cái đàn bò được hưng thịnh. Thì đó là đại kinh. Còn về tiểu kinh đó, mặc dù cũng tựa đề là người chăn bò một ngưu giả, nhưng mà ở đây là Đức Phật Ngài nói đến có những vị đạo sư ở đời mà ngu si, như đạo sư ngoại đạo, vì không có biết được đời này, không biết đời sau, cho nên họ đã hướng dẫn cho các đệ tử lầm lạc, sai pháp và đi đến chỗ khổ đau. Cũng giống như một người chăn bò vô trí, vào cái mùa mưa nước dâng cao và họ lại lùa bò đi ngang qua một cái dòng sông và không biết chỗ đó sâu hay là cạn, và không biết lùa những con bò nào đi trước, con bò nào đi sau, do đó cho nên đàn bò gặp tai nạn. Trong khi đó thì một người chăn bò có trí, họ muốn lùa đàn bò vượt sông qua bên kia thì họ biết rõ cái khúc sông nào là qua được, và họ sẽ đưa những con bò đực lớn mạnh đầu đàn đi trước, kế đó là những bò đực được huấn luyện đi kế tiếp, rồi sau đó mới đến những con bò tơ, kế đó những con bò con đi theo bò mẹ, vân vân. Thì Đức Phật nói rằng là bản thân Ngài là một vị chánh đẳng giác, Ngài biết rõ đời này đời sau, cho nên Ngài đã dẫn dắt đệ tử đạt đến bờ bên kia, cắt đứt cái dòng sông sanh tử luân hồi và đưa các đệ tử qua đến bờ bên kia cách an toàn. Nên ở đây đó cũng là kinh người chăn bò, nhưng mà bài kinh số 33 thì nội dung khác và bài kinh số 34 nội dung khác. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe
Đại Đức Phật kính vị ẩn sư. Vô chương trình thứ năm, thứ sáu giảng giải. Và bây giờ trước nhất thì xin mời cô Thanh Thủy. Đọc cho chánh kinh. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học. Con xin đọc bài. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chủ thức. Tỳ kheo Giác Đẳng. 34 tiểu kinh người chăn bò Chulagopalakasutta, phân đoạn 152. Đại Lâm sẽ do Đại Đức Pháp Chính giảng giải. 34 tiểu kinh người chăn bò Chulagopalakasutta, phân đoạn 152 đến 155. Cũng như bài kinh trước, tên bài kinh lấy từ thí dụ trong pháp thoại về hình ảnh của người chăn bò khéo chăn dắt đàn bò. Bài kinh này gọi là tiểu kinh vì có bài kinh trước cũng với thí dụ người chăn bò nhưng dài hơn đại kinh. Trong một pháp thoại hàng ngày cho chư tỳ kheo khi Đức Thế Tôn đang ở xứ Chakwachi, Ngài đề cập tới hai hạng sa môn ở đời. Hạng thứ nhất như một người chăn bò dụng về chăn dắt đàn bò vượt sông mùa cạn, nhưng vì thiếu sự hiểu biết chính xác nên đàn bò gặp nạn. Được ví dụ cho những sa môn tự mình không biết rõ dòng sông sanh tử, lại dẫn dắt người khác để rồi tất cả làm mồi ngon của ác ma. Ngược lại, hạng sa môn thứ hai khéo biết nông sâu của dòng sanh tử nên đưa tất cả vượt thoát ma giới. Phần còn lại, Đức Thế Tôn dùng năm loại bò làm thí dụ cho năm hạng sa môn có khả năng đạt tới bờ kia. 153. Bị nhân chìm giữa dòng sông sanh tử. Người chăn bò dụng về không biết quan sát kỹ, càng đưa đàn bò băng ngang khúc sông sâu, khiến nhiều con bò bị chết. Được ví dụ cho những hạng giáo sĩ trong đời vốn không biết về thực tướng của thế giới, không biết về khả năng bản thân nên tự mình cuốn vào hệ lụy và khiến người đi theo cũng bị như vậy. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Pachi, Bạc Kỳ, tại Ukkachela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: ngày xưa, này các tỳ kheo, tại Magatha có người chăn bò vô trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Suwi Đê Há, tại chỗ không có thể lội qua được. Hay các vị theo, những con bò xô nhau tụ lại giữa dòng sông Hằng, tai nạn tại nơi đây. Vì cớ sao? Này các vị theo, vì người chăn bò ở Magatha là vô trí, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Xú Quê Đê Hả, tại chỗ không thể lội qua được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có những sa môn hay bà la môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới, không khéo biết phi ma giới, không khéo biết tử thần giới, không khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này, thì họ sẽ gặp bất hạnh đau khổ lâu dài.
154. Bậc vô thượng điều ngự đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Người chăn bò có trí là người biết quan sát chỗ sâu cạn, biết những con bò nào nên cho qua trước, từ đó đưa đàn bò qua bờ kia an toàn. Được ví dụ cho những sa môn hay bà la môn khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết ma giới, khéo biết phi ma giới, khéo biết tử thần giới, khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những vị này thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Hạng sa môn thứ hai này chỉ cho Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng, chánh giác, kinh văn. Ngày xưa, này các vị kheo, tại Magatha, có người chăn bò có trí, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Su Quý Đê Há, tại chỗ có thể lội qua được. Người đó đuổi đi đầu những con bò đực già, những con đầu đàn. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, rồi người đó đưa qua những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có được huấn luyện. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn, rồi người đó đuổi qua những con bò đực con lớn, những con bò cái con lớn. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bên kia một cách an toàn, rồi người đó đuổi qua những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú. Những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỷ kheo, thời xưa có con bò còn nhỏ mới sanh. Con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu. Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng cũng qua bờ bên kia một cách an toàn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì người chăn bò ở Magatha là người có trí. Vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quan sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại Xú Quý Đê Há, tại chỗ có thể lội qua được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết ma giới, khéo biết phi ma giới, khéo biết tử thần giới, khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những gì này thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 155. Những hạng đệ tử đi theo sự dẫn dắt của Thế Tôn, đó là những bậc A-la-hán như con bò đầu đàn, A-na-hàm như con bò đực đã được huấn luyện, bậc Nhất Lai như con bò đã lớn, bậc Nhất Lai như con bò con đã lớn, dự luôn như con bò con còn bú, những bậc tùy pháp hành, tùy tính hành như con bò con mới sinh còn chạy theo mẹ. Kinh văn. Này các tỷ kheo, ví như những con bò đực già, đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo là những bậc A-la-hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn. Các việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích. Các hữu kiết sử hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông của Mai Dương đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các vị kheo, dĩ nhiên những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những tỷ kheo sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh ở tại đấy, nhập niết bàn, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Những gì ấy sau khi lội cắt ngang dòng sông Mai Dương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Ví như, này các tỷ kheo, những con bò đực con lớn, những con bò cái con lớn,
Những con này sau khi lỡ cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những tỷ kheo đã diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham sân si, chứng quả Nhất Lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Những vị ấy sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma Dương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Dĩ như, này các tỷ kheo, những con bò con nhỏ, những bà con, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, nhất định không còn đọa vào ác đạo, đạt đến chánh giác. Những vị này lội cắt ngang dòng sông Ma Dương và sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Ví như, này các tỷ kheo, con bò con còn nhỏ, mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những tỷ kheo tùy pháp hành, tùy tính hành, những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma Dương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Này các tỷ kheo, nay khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin nơi ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiện thể nói vậy, Bậc Đạo Sư lại nói thêm bài kệ như sau. Đời này và đời sau, Bậc Trí khéo trình bày, cảnh giới ma đạt được, cảnh tử thần không đạt. Bậc Chánh Giác Trí Giả biết rõ mọi thế giới, cửa bất tử rộng mở, đạt an ổn niết bàn. Dòng ma bị chặt ngang, nát tan và hư hoại, hãy sống sung mãn hỷ, đạt an ổn niết bàn. Này các tỷ kheo, những điểm cần nhớ. Một, những bậc A La Hán như con bò đầu đàn, đó là những bậc căn tánh đã chín mùi nhanh chóng, đạt đến quả vị vô sanh ứng cúng. Ví như những con bò được già đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Hai, những bậc A-na-hàm như con bò đực đã được huấn luyện, đó là những bậc tam quả. Ví như những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia một cách an toàn. Ba, những bậc Nhất Lai như con bò đã lớn, đó là những bậc nhì quả. Ví như những con bò đực con lớn, những con bò cái con lớn, những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. 4. Những bậc dự lưu như con bò con còn bú, đó là những bậc sơ quả. Ví như những con bò con còn nhỏ, những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. 5. Những bậc tùy pháp hành, tùy tính hành, như con bò con mới sinh còn chạy theo mẹ, đó là những phàm nhân có niềm tin chân thật, có hiểu biết giáo pháp. Ví như, này các tỷ kheo, con bò con còn nhỏ mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia một cách an toàn. 6. Tuệ giác của Phật. Phật trí được mô tả là sự quán triệt cả hai bến bờ sanh tử và giác ngạn giải thoát với câu hàm xúc: khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tự thần giới, khéo biết đối với phi tự thần giới.
Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tùy theo giác đặng. Dạ, con đã đọc xong bài hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài ngọc hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào sư Thông, kính chào toàn thể quý vị. Dạ quý vị, dạ quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục với bài kinh Tiểu Kinh Ngược Chu Lá Gô Ba Lá Cát xuất tác. Vậy thì ở trong cái bài kinh này đó, được Đức Thế Tôn ngày thuyết lên khi mà ngày đang ở giữa hai cái bộ lạc, bộ lạc Pháp Chi ở trên một cái bờ sông Hằng, thì cái pháp thoại này đó, Đức Phật đã thuyết giảng cho các vị tỷ kheo nghe về cái người chăn bò, cái người chăn bò. Thì tại sao mà có những cái điều này quý vị, tại sao mà có những cái thí dụ này? Tại vì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái lúc bấy giờ đó, có những vị giáo chủ ngoại đạo, họ cũng xưng tán mình là một cái bậc đạo sư, có thể dẫn dắt được hội chúng. Thành ra đó, ở trong cái bài kinh này đó, mới nói lên những cái thí dụ giống như là những cái người mà chăn bò mà không biết cái cách để mà đưa cái đàn bò vượt sông, thì coi như là sẽ bị chìm ở trong cái dòng sông đó. Thì cũng vậy, đối với một cái vị mà đạo sư đó, mà không biết hướng dẫn đệ tử hoặc là cái hội chúng của mình, thì lúc bấy giờ đó, đệ tử mình hoặc là hội chúng của mình sẽ bị rơi vào cái tầm tay của ma giới, có nghĩa là rơi vào cái tầm tay của ác ma. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái nội dung của cái bài kinh này đó, nói rằng là coi như là những cái con bò mà đầu đàn hoặc là những cái con bò đực vân vân mà biết cái cách đi qua cái dòng sông là nhờ đâu quý vị? Nhờ cái người chăn bò, người ta biết cái cách để mà đưa những cái đàn bò qua sông. Thật sự ra đó, thì những cái điều này đó, nếu mà ai mà có từng nhìn thấy những cái dòng sông hoặc là từng nhìn thấy những cái đàn bò với cái sự hướng dẫn của cái người chăn bò đó, thì chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ biết rằng là thường thường thí dụ như là những cái con bò mình muốn đưa nó qua một cái dòng sông đó, thì chúng ta phải tìm những con bò khỏe, những cái con bò nó được huấn luyện. Thì chúng ta đưa nó đi trước, rồi khi mà đi được an toàn rồi chúng ta sẽ đưa những cái con bò tiếp theo. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống tu tập đó, là quý vị thấy rằng là đối với những cái vị A-la-hán, những cái bậc mà những cái vị mà có cái căn tánh chín mùi rồi, thì coi như là những cái vị đó sẽ biết cái cách tu tập, biết cái cách mà đưa cái hội chúng để mà vượt được cái dòng sông sanh tử luân hồi.
Vậy thì ở trong đây đó, là nói về mà cái đàn bò, cái con bò đầu đàn thứ nhất đó, là nói về ai quý vị? Nói về chứ cái việc khoan hỷ chờ đợi trong gì đó cái là tại vì Phật tính đang bị trở ngại về đường truyền trong thời gian chờ đợi thì Phật tính chúng tôi xin được tiếp lời. Khi nào đại đức Phật tính trở lại thì quý vị khoan hỷ cho biết. Thưa vị, có lẽ là ngày nay với một số chúng ta thì hình ảnh của một người chăn bò lùa đàn bò đi tương đối là phải dùng trí tưởng tượng nhiều chúng ta mới nghĩ ra. Nhưng mà nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ đó thì rất là thường thấy ở những cái tiểu bang như là Uttar Pradesh, Bihar, nơi mà chúng ta có một cái vương quốc thời xưa gọi là Magadha và Kosala, thì vào mùa khô thưa quý vị, thì dùng sông cạn kể cả có những đoạn trong sông Hằng để chúng ta có thể đi bộ băng qua lại giữa dòng sông, một dòng sông mênh mông nhưng mà đầy cát và rất là cạn. Rồi khi mùa mưa tới thì nước bắt đầu dâng lên. Thì thưa quý vị, cái lý do mà người ta phải lùa bò đi đó, là bởi vì có những nơi có cỏ và những nơi không có cỏ. Và nếu chúng ta được dịp đi Ấn Độ và có quen biết ít nhiều thì dân chúng ở tại nơi này đó, họ ít có nuôi trâu mà họ nuôi bò nhiều. Vì cái đặc điểm là con trâu là việc ở dưới nước thì giỏi nhưng mà việc trên khô không có giỏi. Nhưng mà con bò thì đặc biệt là nó là việc ở trên khô rất giỏi, mặc dù nó là việc ở dưới nước không có giỏi. Thì người ta nuôi bò không phải chỉ đơn thuần là để kéo cày, để kéo xe, mà người ta nuôi bò còn lấy sữa, lấy phân. Những cái gì mà liên quan đến con bò đó, nó là một cái, nó cung ứng nhiều cái nhu yếu trong đời sống của con người. Nên chi cái việc chăn bò là một việc, nuôi bò, chăn bò là một việc rất là quen thuộc. Và Đức Phật dùng hình ảnh này để Ngài nói lên cái ví dụ. Thì thưa quý vị, lùa bò băng qua ngang dòng sông, bởi vì có nhiều khi ở bên này là sớm làng, mà nếu chúng ta đi thì chúng ta sẽ thấy được đôi khi nó rất là khô khăn. Hoặc giả là sớm làng có rất là nhiều nhà cửa, ruộng vườn của người khác. Thì có cái đặc điểm của người Ấn Độ, thứ vì dùng sông Hằng, nếu chúng ta đi chúng ta để ý thấy nó có hai bên gọi là tả ngạn, tây ngạn và đông ngạn. Người ta cất nhà thì họ cất bên đông ngạn, tức là phía bên đông,
xin lỗi, bên Tây Ngạn, tức là phía bên bờ bên Tây, để ngó qua phía bên bờ phía bên Đông. Vì lý do là cái cảnh tượng mặt trời mọc buổi sáng trên sông Hằng không đơn giản là một cảnh đẹp, mà đó là một cái cảnh tượng mà những người Ấn Độ hay chúng tôi gọi là bái hỏa giáo, tu theo bái hỏa giáo là cái phong tục gọi là thờ mặt trời. Và buổi sáng họ nhìn mặt trời mọc lên rồi họ tụng kinh trì chú. Do vậy nếu chúng ta sang với Ấn Độ, đôi khi mình thấy rất là lạ là cũng dọc sông đó, bên này nhà cửa chen chúc và bên kia thì lại không mong quạnh, giống như không có muốn cất nhà làm cản trở tầm mắt. Do vậy rất là thường thấy đó là ở dọc theo sông Hằng, thì sông Yamuna, ta gọi là những dòng sông thiên, thì phía bên phía tây thì thưa quý vị nhà cửa chen chúc với nhau, nhưng mà phía đông thì đồng cung mông quạnh. Đó là một điều rất là thú vị khi chúng ta đến Ấn Độ. Và đừng hỏi tại sao, đó là cái văn hóa. Văn hóa là buổi sáng họ hay nhìn mặt trời mọc lên rồi họ lấy mà lấy lược, do đó người ta không có xây cất nhà cửa nhiều. Và do vậy rất là thường là có những người chăn bò. Những người này thì tùy theo, có những người có kinh nghiệm và những người không có kinh nghiệm, đưa cả đàn bò vượt qua dòng sông để qua bên kia để cho bò được ăn cỏ. Bởi vì chúng ta thường nghe câu chuyện người chăn bò, không phải trong bài kinh Đại Kinh và trong bài kinh Tiểu Kinh và nhiều bài kinh khác. Ví dụ trong kinh Phật Cú có cái câu kinh Phật Cú là chăn trâu với gãy lùa trâu, tên sương buổi sáng lùa trâu ra đồng. Thì cái đó là dịch của nhà sư Tông Cao. Và dĩ nhiên là tôi nghe như vậy, nhưng mà trong câu đó họ dịch cho nó xu, nó quen với người Việt Nam là chăn trâu, nhưng mà thực sự đó là người chăn bò. Đại Đức Pháp Tính vẫn chưa có vào, và do vậy thì chúng tôi xin được tiếp tục. Và nếu khi nào Đại Đức Pháp Tính vào thì chúng ta sẽ tìm Đại Đức Pháp Tính thuyết phần còn lại. Thứ gì không có dễ dàng để chúng ta thấy rằng trong một cái thời đại, ở trong những cái điều kiện nào đó mà con người có cái khả năng để mà từ điểm A đến điểm B, từ cái điểm suy thoái dẫn đến chủ thịnh vượng, từ cái chỗ mà hỗn mang đi đến chủ trật tự, mà người ta có thể đạt đến một cách đơn giản, thì thông thường là người ta cần đến một thứ rất ư là quan trọng, đó là sự lãnh đạo. Một cái hình ảnh đơn giản là dẫn một đàn bò 20-30 con, có khi cả 100 con vượt sông, thì cái người chăn bò phải có cái khéo, phải có cái hiểu biết, và cái khéo cái hiểu biết này mới dẫn đàn bò qua bên sông bình an. Nếu quý vị nào mà nhìn thấy dòng sông cạn mà khi mà mưa đổ xuống, thì thưa quý vị, người chăn bò nhìn một cái dòng nước mênh mông, nhưng mà bằng cái kinh nghiệm của mình thì biết được chỗ nào là chỗ sâu, chỗ nào là chỗ cạn. Và nó không đơn thuần là chỉ có nước, mà nó còn có lũ, nó còn có nước xoáy. Và nếu không khéo thì những con bò đến chỗ mà những con bò lớn thì nó lội qua nổi, mà bò nhỏ thì không chừng. Thứ vì trong trong cuộc sống nó lại có, ngoài cái sự lãnh đạo, nó còn có một cái hiện tượng rất là thú vị, người ta gọi là tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy đàn không phải chỉ ở trong loài vật, mà ở trong loài người cũng vậy. Tâm lý bầy đàn là thế nào? Là một khi mà con người tự nhận là một thành viên của một nhóm, hay là của một tôn giáo, hay là một ý thức nào đó, một ý thức hệ nào đó, thì
người ta có hay khuyên hướng là rất khuôn là làm theo. Ví dụ như một người mời người có ảnh hưởng họ chửi một người khác, thì trong cái tâm lý bày đàn đó người ta lại chửi theo. Dạ, họ chửi theo tất cả mọi người chửi theo, không kể là đúng hay sai phải quấy. Thì chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý vị thấy như cái hiện tượng chính trị bầu cử tại Hoa Kỳ, hai bên cùng nhau để chửi bới, người ta chỉ nói qua nói lại và bất kể cái lẽ thật, bất kể cái sự phải quấy, hãy mình theo bên này thì mình chống bên kia bằng mọi cách, bên kia chống mình đòi bằng mọi cách. Cái tâm lý đó người ta gọi là tâm lý bị đặt. Cũng như là có câu nói là một con cá mè nhảy thì những con khác cũng nhảy theo. Vì vậy một cái khó của đời sống của chúng ta là làm sao chúng ta có thể sống trong một cộng đồng như là một cộng đồng tăng lữ, cộng đồng của những người tu tập, mà đồng thời chúng ta cũng có được cái cách suy nghĩ độc lập. Đây là một điểm mà rất là thú vị khi mà chúng ta đọc vào kinh điển của Phật giáo. Đức Phật dạy chư tỳ kheo đó là sống hài hòa với tăng chúng, sống biết kính trọng các vị trưởng lão, sống biết cái bổn phận đối với tăng. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta sống rất khu. Nghĩa là người ta vui thì mình vui theo, người ta buồn mình buồn theo, người ta thích thì mình thích theo, chống mình chống theo. Không phải như vậy. Mà chúng ta phải vượt khỏi cái tâm lý bị đàn đó để trở thành những cá thể độc lập. Mặc dù sống giữa đám đông, nhưng mà mình vẫn đi một mình ở trên con đường giác ngộ Ekonomako, tức là con đường độc đạo, một con đường độc hành, như là chúng ta nghe ở trong kinh Tiên Ngưu Độc Sừng, ở trong Tiểu Bộ Kinh. Thì ở đây Đức Phật ngài mô tả những hạng sa môn ở trong giáo pháp và những bậc sa môn ở trong đó. Thí dụ như chư vị A La Hán, chư vị A Na Hàm, chư vị Nhất Lai, chư vị Bất Lai, chư vị Tu Đà Hoàn, Thất Lai, rồi các vị tùy tính hạnh, tùy pháp hạnh. Và cũng khi nói về điểm này, có nhiều học giả Tây Phương ngày hôm nay thì họ cho rằng một cái vị giáo chủ của vùng Trung Đông mà ảnh hưởng thế giới lớn, ảnh thế giới rộng lớn ngày nay đó là Chúa Giê-xu. Thì theo những người theo nhiều sự nghiên cứu thì cái thời gian mà quãng đời Chúa Giê-xu được ghi lại trong Kinh Thánh đó, rất là ít. Cái khoảng có một khoảng đời dài từ thời niên thiếu cho tới hơn 30 tuổi thì không có biết Chúa Giê-xu ở đâu làm gì. Nhưng mà có nhiều cái nghiên cứu cho rằng Chúa Giê-xu đã đến Ấn Độ và trở thành một vị tu sĩ Phật giáo, mà ở trong đó đã có nhiều cái khái niệm ở trong kinh điển của Kitô giáo chúng ta, của Tân Ước ấy, là có hao hao mang Phật giáo. Thí dụ như thì bác ái nói về lòng từ, hay là chúng ta nghe nói là người dân chiên, người dân chiên hay cái chủ dân gọi là các vị linh mục, là các vị giáo hoàng, là các vị chủ dân chẳng hạn. Dĩ nhiên là hình ảnh chăn chiên hay chăn cừu ở bên Thiên Chúa đó là quen thuộc với hình ảnh của những người đưa cừu ở bên Trung Đông. Dĩ nhiên cái hình ảnh người chủ dân á lại là một người chăn chiên, nó lại hao hao giống hình ảnh người chăn bò ở bên Phật giáo. Thì người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã lấy những điều này từ trong cái văn hóa Phật giáo mà ra. Thì thưa quý vị, chúng tôi chỉ lưu ý như vậy thôi chứ không có ý kiến gì. Đó là cái cách viết và cách suy nghĩ của một số học giả họ nghiên cứu như vậy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng bản thân của Đức Thế Tôn thì ngài dạy rằng chúng đệ tử
Dạ. Ở trong đó có các vị thánh đệ tử, vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và có những đệ tử mà tin Phật, tin Pháp, tin tăng, hành trì theo giáo Pháp, tùy chứng hành, tùy Phật hành, như là những hạng bò ở trong bầy bò. Thì chúng ta biết rằng khi mà đi săn bò, không phải con bò nào cũng giống nhau. Có những con bò lớn và đã từng nhiều lần vượt dòng sông. Do vậy, những con bò này không có cần phải quan tâm chăm sóc nhiều, nhất là phải bị lớn, không có bị chết đuối. Nhưng mà có những con bò còn non trẻ ở trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là con bê. Con bê tức là bò con, cũng như con ngé là trâu con. Thì những con bê này nó còn nhỏ, nó dễ bị nước cuốn, và đôi khi nó không có cái kinh nghiệm vượt những cái đoạn mà có những cái hố sâu ở trong thiên nhiên. Thưa quý vị, cũng có cái chuyện hiện tượng là cũng dòng sông, nhưng mà có cái chỗ nông, tức là chỗ cạn, và có chỗ sâu, và có những nơi nước chảy rất là êm, và có những nơi nước xoáy không dễ dàng. Và những vị nào biết bơi lội thì mới biết rằng, tuy rằng mình biết bơi lội nhưng mình phải cẩn thận, coi chừng, nếu không khéo thì mình có thể bị hụt chân. Bị hụt chân tức là cái chỗ nó quá sâu, mà nếu mà không khéo mình bị chết đuối. Và ở trong bầy bò thì không phải con nào cũng giống nhau, phải có được cái sự quan tâm riêng. Thì tương tự như vậy, ở trong giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng mỗi một vị đó, mỗi một thành phần, mỗi một giai tầng thì có cái sự thành tựu riêng, có cái khả năng riêng. Và ngay cả một số các vị mà có trình độ rất là cao, ví dụ như là chúng ta có được nghe Chư Tăng nói nhiều lần về ngài Anuruddha Anuddala, khi mà ngài thành tựu được cái thiên nhãn siêu nhân, thiền chứng rất là cao, nhưng mà ngài vẫn chưa hoàn toàn giải thoát. Và đến nói với tôn giả Sa Lợi Phất thì tôn giả Sa Lợi Phất đã chỉ điểm, và ngài đã tự mình vượt qua chính mình, vượt qua những ngăn ngại. Ở trong dòng sông sanh tử, thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều cạm bẫy, rất là nhiều những cái hầm hố, nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể hụt chân được. Thì khi mà mình đọc toàn bộ kinh văn, nhất là ở trong Trung Bộ, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài dạy chúng ta rất là tỉ mỉ, không có đơn giản như cách nói võ đoán của chúng ta ngày nay. Mình nói là ô, cứ uống thuốc này đi, thuốc này trị tất cả bệnh, và uống loại lá này là tốt, cái gì bệnh gì cũng hơi tốt. Nhưng mà khi mà mình đi đến gặp một vị bác sĩ chuyên nghiệp thì họ không thể nói kiểu đó được. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật ngài dạy về kinh thí dụ người bắt rắn, thì mình thấy rằng con rắn bắt mà mình nắm không khéo nó quay nó cắn. Ngay cả một người có lòng hành trì giáo pháp nhưng mà không có khéo, không hành trì đúng và không được hướng dẫn đúng, thì nó cũng sanh ra những cái, thì cũng sanh, cũng tạo nên những cái cảm bẫy giờ mà chúng ta tự mình vướng vào. Nó không có đơn giản. Cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy rằng có vô số nỗi đau khổ mà tự mình chốt lấy, đừng nói chi là hành tu tập. Đôi khi chúng ta nói một cách rất là chung chung là mình có lòng thành là đủ, nhưng mà không đơn giản như vậy. Mỗi một cái giai tầng, mỗi một căn tính, mỗi một trình độ đó đều có những cái sai biệt ở trong cách học, ở trong cách tu, ở trong cách thành tựu.
Chúng tôi nhớ là có một cái lời nói, ở trong lời nói đó nói về một bà mẹ mà khéo dạy con. Thì có nhiều bậc cha mẹ đó thì cứ nghĩ rằng mình đi làm về làm sao chắc đồ ăn đầy được tủ lạnh cho con ăn. Nó cần quần áo dẫn ra siêu thị mình mua, dẫn các cửa hàng bách hóa mua về cho nó có cơm ăn áo mặc là đủ rồi. Dạ, đó là một cái quan niệm của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng mà lại có những nhà giáo dục cảnh báo rằng thật ra con cái thì cần được quan tâm nhiều hơn. Và không phải đứa nào nó cũng giống nhau hết. Dạ, vẫn có những đứa nó sống nặng về cảm xúc, có những đứa nặng về trò chơi điện tử, có những đứa nó nặng về sự học hành. Và nếu cha mẹ là người lớn mà có trách nhiệm và có sự hiểu biết thì sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau để hướng dẫn cho con cái. Cái hướng dẫn của con cái đó nó là một nghệ thuật, và hơn thế nữa nó đòi hỏi sự hiểu biết nhiều, chứ không có đơn giản là có cơm ăn đó, có áo mặc đó thì con cái nó sẽ tự lớn lên, không có đơn giản như vậy. Quý vị có nghĩ chờ chúng tôi một chút xíu. Tôi xin lỗi quý vị, thật ra sáng nay chúng tôi có cái hẹn đi nha sĩ mà giờ này đang lên xe rồi nhưng mà tưởng là đại lý pháp tính đang bị gián đoạn trong giây lát. Quý vị hoàng nghĩ không biết là chư trụ tọa thời siêu hay là chư tôn đức có vị nào đang ở trước máy mà có thể giúp điều huyết cho đại lý pháp tính hôm nay được. Ô dạ, thấy tôi siêu mừng quá. Dạ, kính thưa chư Phật, xin hoan nghỷ điều khuyết cho đệ tử Pháp Tính. Có lẽ đệ tử Pháp Tính khó trở lại ngày hôm nay vì đường truyền. Lên xe rồi sẽ tiếp tục được học. Kính thưa chư Phật, thưa xin. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy Thượng Tọa chấp đẳng điều khuyết cho Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì chúng tôi xin điều khuyết cho Thượng Tọa chấp đẳng. Thượng Tọa sáng hôm nay có công việc. Kính thưa quý vị, người ta nói một nhà văn, một con thầy thuốc lầm thì làm chết một vài bệnh nhân. Một nhà chính trị mà lầm thì hại một nước. Một nhà văn mà lầm thì hại một thế hệ. Và người ta nói rằng nhà tôn giáo mà lầm thì làm hại vô lượng kiếp.
Ở đây cái câu nói đó chúng ta chỉ nói ra để làm cái đề tài. Thế nhưng Đức Phật thì một vị đạo sư sáng suốt, không có bao giờ có sự nhầm lẫn. Đối với các vị đạo sư khác, có những vị sa môn không có trí tuệ, họ không có tự mình giác ngộ, họ không có biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Họ hướng dẫn cho người khác chẳng khác nào một người mù dắt đường cho những người mù khác đi trên một đoạn đường thế nào, thì cả đám người mù đó cũng bị rơi vào vực thẳm ở phía trước. Trong khi đó, Đức Phật và vị chánh đẳng chánh giác tự mình đã giác ngộ, tự mình đã đạt được cái mục đích cứu cánh, thoát khỏi bể trầm luân. Và khi Ngài thuyết pháp cho chúng sinh, Ngài hướng dẫn một cách thận trọng, có một lần Đức Thế Tôn Ngài cùng với chúng tỳ kheo đi vào trong khu rừng, xin sa bát. Ngài đưa tay nhặt lên một nắm lá cây. Ngài hỏi này chưa tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Lá cây trong nắm tay Như Lai và cái số lá cây ở trong rừng, cái nào nhiều cái nào ít, và Đức Thế Tôn cái số lá cây trong nắm tay Ngài quả thật là ít, còn lá cây trong khu rừng là vô số. Đức Phật nói cũng vậy, pháp Như Lai thuyết giảng cho chúng đệ tử chỉ là một phần so với pháp Như Lai giác ngộ, Như Lai hiểu biết. Nhưng này các tỳ kheo, những pháp nào cần thiết để thực hành đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau thì Như Lai thuyết, còn những pháp thì Như Lai hiểu biết, Như Lai giác ngộ thì nên nhiều, vô số. Nhưng trong những pháp đó có những pháp thì không cần phải thuyết giảng cho đệ tử, nên Như Lai không thuyết.
Vậy thì ở đây Đức Phật là hướng đạo cho đệ tử, ngài có sự cân nhắc, có sự lựa chọn pháp môn. Này thì kheo, ta thuyết pháp cẩn trọng chứ không phải là không cẩn trọng. Và trong bài kinh Abhayakumara, vô quý vương tử, Đức Phật ngài cũng có nói đến sáu trường hợp, trong đó chỉ có hai trường hợp là Đức Phật ngài nói, còn bốn trường hợp ngài không có nói, ngài không có thuyết. Những điều nào không đưa chân lý, không đưa đến lợi ích giải thoát, những điều đó dầu cho chúng sanh có thích nghe hay không thích nghe, Như Lai cũng không nói, không thuyết. Những điều nào dù đúng với chân lý nhưng không liên hệ đến mục đích, không đưa đến lợi ích giải thoát, thì chúng sanh thích nghe hay không thích nghe, Như Lai cũng không thuyết, không nói điều đó. Chỉ có những điều nào, chỉ có hai trường hợp, điều đúng với chân lý, liên hệ đến mục đích, đưa đến lợi ích chúng sanh thích nghe, thì Như Lai thường nói điều đó. Những điều nào liên hệ đến mục đích đúng với chân lý, liên hệ mục đích đưa đến lợi ích, điều đó dù cho chúng sanh không thích nghe, Như Lai cũng biết thời để thuyết, để nói cho chúng sanh giác ngộ. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài hướng dẫn cho đệ tử tu tập, ngài thuyết pháp một cách cẩn trọng, hình ảnh trong bài kinh ngày hôm nay Đức Phật nói về một vị sa môn có trí, như là một người chăn bò có trí. Khi hướng dẫn đàn bò vượt sông bên kia, người ấy biết chỗ khúc sông nào có thể lội qua mà không gặp sự nguy hiểm. Thì người ấy dẫn đàn bò đi đến khúc sông đó và sắp xếp cho nó lội qua. Trước tiên,
là Đức Phật Ngài lùa người người chăn bò, lùa những con bò đực đầu đàn, lối cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ kia một cách an toàn, rồi người đó đưa qua những con bò đực lớn mạnh, những con bò đực có được huấn luyện, lối cắt ngang sông Hằng đưa bờ kia một cách an toàn, rồi tiếp đến người này đủ qua những con bò đực con, những bò đực tơ, những con bò cái tơ, những con này sau khi lội cắt ngang qua dòng sông Hằng qua bờ kia một cách an toàn, rồi cuối cùng thì người đó mới lùa những con bò, những con bê những con bò con còn bú, lội cắt nhau qua dòng sông Hằng qua bờ kia một cách an toàn. Ở đây thưa quý vị, trong cái ví dụ nói đến những con bò đầu đàn là chỉ cho những bậc A-la-hán, là những vị thật sự già dặn kinh nghiệm, đã chứng quả vô lậu giải thoát, được ví như là con bò đầu đàn. Còn bậc A-la-hàm thì ví như những con bò đực đã được huấn luyện, còn những vị nhất lai thì ví như là con bê đã lớn, những bậc dự lưu thì như là con bò còn bú, còn những bậc tùy pháp hành tùy tính hành thì như bò con mới sinh còn chạy theo mẹ. Nên các tỳ kheo ví như những con bò đực già đầu đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ kia cả an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo là những bậc A-la-hán đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, đã đạt tới mục đích. Các kiếp sử đã hoàn toàn đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông ác ma đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Vì các tỳ kheo ví như những con bò được lớn mạnh, những con bò được có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ kia cách an toàn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những tỳ kheo sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh tại đấy niết bàn, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Những vị sau khi lội cắt ngang dòng sông ác ma sẽ qua bờ kia cách an toàn.
Vị tỳ kheo đoạn năm, đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Ở đây đã chỉ cho bậc A La Hàm. Ví như này, cái tỳ kheo những con bò đực con, những con bò cái con đã lớn, những con này sau khi lột cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia cách an toàn của vị này, cái tỳ kheo những tỳ kheo đã diệt trừ ba kiết sử làm giảm thiểu tham sân si chứng quả nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Những vị sau khi lột cắt ngang dòng sông ác ma sẽ qua bờ kia cách an toàn. Ví như này, cái tỳ kheo những con bò, những con bò con còn nhỏ những con bò con còn bú, những con này sau khi lột cắt ngang dòng sông Hằng qua bờ bên kia an toàn. Cũng vậy này, cái tỳ kheo vị tỳ kheo diệt trừ ba kiết sử chứng quả dự lưu nhất định không còn đọa và ác đạo, đạt đến chánh giác. Những vị này lột cắt ngang dòng sông Hằng và sẽ qua bờ kia một cách an toàn. Ví như này, cái tỳ kheo những con bò con còn nhỏ mới sanh, những con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ vừa chạy vừa kêu, sau khi lột cắt ngang dòng sông Hằng đã qua bờ bên kia cách an toàn. Cũng vậy này, cái tỳ kheo những tỳ kheo tùy pháp hành tùy tín hành, những vị này sau khi lột cắt ngang dòng sông của ma vương sẽ lộ qua bờ bên kia cách an toàn. Ở đây nói đến bậc A La Hán, bậc A La Hàm, bậc Tứ Đà Hàm, bậc Tu Đà Hoàn, thì cái chỗ này chúng ta hiểu rồi, không cần phải giải thích nữa. Như nói đến những vị tỳ kheo tùy pháp hành tùy tín hành, thì cái chỗ này các Phật tử chúng ta mặc dù có học rồi nhưng mà có thể là chúng ta không nhớ. Thammānusāri là bậc dự lưu đạo với tuệ làm trưởng. Còn bậc tùy tín hành Saddhānusāri là bậc dự lưu đạo với tính làm trưởng. Và ở trong chú giải Parabhatthamañjusa, sơ giải của bộ Visuddhimagga đã giải thích rằng bậc sư đạo tùy tính hành hay tùy pháp hành, nếu là những vị không chứng thiền hiệp thế thì đắc quả hữu học thành bậc kiến đắc, đi thiết tá hay tính giải. Saddha Viputta, nếu đắc A La Hán sẽ là bậc tuệ giải thoát. Còn đối với bậc sơ đạo tùy pháp hành hay tùy tính hành, có những thiền, có chứng thiền hiện thế, Kayasakhi, nếu chứng A La Hán sẽ là bậc câu phần giải thoát, tức là có tuệ giải thoát và có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu thêm là tùy tính hành hay tùy pháp hành là có những vị mặc dù chưa chứng quả hữu học, chưa quả của học, nhưng mà những vị đó
bằng cái niềm tin, bằng cái trí tuệ đã thực hành chân chính theo giáo pháp của Đức Phật, vị này đang đi trên con đường để đạt đến thánh đạo thánh quả, thì đó cũng gọi là tùy tính hành, tùy pháp hành. Và này các tỳ kheo, nay ta biết đời này biết đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết đối với tử thần giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin nơi ta thì họ sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì thưa quý vị, hình ảnh một người chăn dắt đàn bò là người có trí tuệ đã hướng dẫn đàn bò vượt qua sông Hằng, qua đến bờ bên kia một an toàn như thế nào. Thì ở đây Đức Phật nói rằng Ngài là người khéo biết rõ thế giới này, cái dòng sông sanh tử luân hồi này Ngài khéo biết, cho nên Ngài đã hướng dẫn cho những đệ tử tu tập để đạt đến bờ kia an toàn. Tất nhiên trong số đệ tử của Ngài cũng có những vị đã đạt đến quả vị A-la-hán, bậc vô học. Có những vị hữu học đạt đến A-na-hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Quần. Và có những vị đệ tử chỉ mới là bậc tính giải, bậc pháp hành. Nhưng mà tất cả đã được Đức Phật Ngài khéo huấn luyện, Ngài khéo dẫn dắt, cho nên sớm muộn gì thì cũng lội qua được bờ kia an toàn. Cái dòng sông sanh tử luân hồi đó tức là cái dòng sông ác ma. Và cái dòng sông ác ma này tức là chỉ cho sự luân hồi trong tam giới. Nếu chúng ta được may mắn sanh ra ở đời mà gặp được giáo pháp của Đức Phật, gặp một vị đạo sư như Đức Phật, Ngài đã dắt dẫn, Ngài đã thuyết pháp, và chúng ta nghe, chúng ta có niềm tin, chúng ta có trí tuệ hiểu được pháp của Ngài và cố gắng thực hành theo lời dạy của Ngài, thì chúng ta sẽ vượt qua cái sông mê bể khổ, đạt đến bờ bên kia tức là Niết Bàn. Chừng đó chúng ta sẽ được an toàn. Đức Phật Ngài thuyết pháp rất dễ hiểu, thưa quý vị. Chúng ta chịu khó nghe và chúng ta lãnh hội được từ những cái ẩn dụ, những cái thí dụ, thì chúng ta hiểu được cái nội dung của bài kinh. Nếu như mà chúng ta là những người biết sợ cái dòng sông sanh tử luân hồi, chúng ta không nên tách rời khỏi sự hướng dẫn của Đức Phật. Chúng ta như những con bò thiểu trí, nếu mà chúng ta tách khỏi
cái sự chăn dắt của người chăn bò sáng suốt, thì những con bò đó sẽ gặp cái sự tai hại, có thể bị cá sấu hoặc là có thể bị nước xoáy cuốn trôi, hoặc là có thể gặp cái chỗ sâu hụt chân, thì những con bò đó nó sẽ chết, nó sẽ chết đuối, hoặc đó là mồi cho cá dữ. Còn nếu những con bò mà nó chịu theo cái sự hướng dẫn của người chăn bò có trí thì nó sẽ đi qua bờ, vượt sông, đi qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, khi mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta khôn hơn Đức Phật, chúng ta giỏi hơn Đức Phật, rồi chúng ta tự mình tách rời khỏi giáo pháp và tự chúng ta cho rằng là chúng ta sáng kiến, chúng ta lập ra những cái pháp môn và chúng ta tu tập theo đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái trình độ của chúng ta là trình độ của những người chưa có được giác ngộ. Nếu mà chúng ta không theo lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chúng ta sẽ rước vào cái quả khổ là chúng ta mãi bị đắm chìm trong địa khổ trầm luân này. Một điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là khi chúng ta học hiểu giáo pháp này, chúng ta phải học hiểu một cách cẩn thận. Và khi mà chúng ta thực hành giáo pháp này, chúng ta thực hành một cách cẩn thận, chúng ta luôn luôn đặt niềm tin ở Đức Phật là một bậc giác ngộ. Có như vậy thì chúng ta mới được giải thoát, vượt khỏi cái bể khổ trầm luân này. Có một đoạn kinh mà chúng ta đã học qua, trong đợt trước, còn những cái bài kinh chúng ta học lại thì chúng ta chưa học qua. Buddho so phát qua tham mang đề xịt. Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp về giác ngộ. Đan to so phát qua đắc mắt tha giác tham mang đề xịt. Đức Thế Tôn là bậc đệ điều phục, là thuyết pháp để điều phục. Santo so phát qua samatha và tham mang đi sĩ tí. Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, là thuyết pháp để an tịnh. Tên đô so phát qua tar na và tham mang đi sĩ tí. Đức Thế Tôn là bậc vượt, đã vượt qua, là thuyết pháp để vượt qua. Parinipputo phát qua parinipana và tham mang đi sĩ tí. Đức Thế Tôn là bậc đã viên tịch, là thuyết pháp để đưa đến sự viên tịch, đưa đến Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thuyết pháp để đưa đến sự an tịnh, vì ngài đã an tịnh rồi, đưa đến cái sự điều phục vì ngài đã được điều phục rồi. Đức Thế Tôn là thuyết pháp để vượt qua sông mê biển khổ bốn mục lưu vì ngài đã vượt qua rồi. Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp để đưa đến
sự viên tịch, chấm dứt tái sanh. Vì Ngài đã viên tịch, đã chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Chúng ta cứ nhớ như vậy, có niềm tin như vậy, thì chúng ta sẽ thành tựu tốt đẹp. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Không biết là giờ này Thượng Tọa Giác Đẳng đã có thể điều họp chưa, xin thỉnh Thượng Tọa điều họp với Chư Tăng. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý đạo hữu, chú ý Phật tử là trong khoảng chừng 10 phút nữa phải rời chùa. Do vậy đã soạn các câu thảo luận, xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu trả lời câu đầu tiên. Và sau đó thì xin Chư Tăng Quan Hỷ giúp cho phần thảo luận còn lại. Trước nhất, Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, ở trong bài kinh này có một cái mô tả đặc biệt về Đức Phật, ở bậc Thiên Nhân Sư, là bậc lãnh đạo, là bậc dẫn đạo cho tất cả chúng ta, dù là ở cái giai tầng nào, thì ở trong đó có một câu mô tả rằng là vì khéo biết đời này, khéo biết đời sau, khéo biết ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết với tử thần giới và khéo biết với phi tử thần giới. Thì và thì tôi siêu ở một đoạn khác á, thì lại có cái câu là nếu có cái bị sanh già đau chết chi phối thì phải có cái không bị sanh già đau chết chi phối. Thì nếu hỏi Thượng Tọa dựa trên cái hiểu Thượng Tọa về Phật pháp á, phải chăng rằng tất cả những bế tắc, tất cả những vấn đề của cuộc sống nó đều có giải pháp, có phải như vậy không? Chỉ là vấn đề mà mình không tìm được giải pháp đó không? Thôi chứ thật sự nó luôn luôn cái bản chất của các pháp là hãy nói có vấn đề thì có giải pháp, có vấn đề có phải như vậy không? Cái tính Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Thầy. Quả thật như vậy, ở trong đời này không có gì bế tắc, ngay cả cái việc sanh tử luân hồi, già bệnh chết cũng vậy. Cho nên Đức Phật Ngài mới là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài đã hiểu rõ cái giải pháp cho tất cả vấn đề đó. Cái gọi là khéo biết đời này, khéo biết đời sau đó, thì đời này đời sau chúng ta hiểu rồi. Đời này là ngay cái sống hiện tại này, còn đời sau tức là cái sống tái sanh. Đối với ma giới, phi ma giới, tử thần giới, phi tử thần giới, ma giới, tử thần giới ở đây là chỉ cho cái cảnh tái sanh ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và tử thần giới ở đây là khi tái sanh làm người, làm trời, phạm thiên, hay là chúng sanh địa cục, ngạ quỷ, xuất sanh, Atula.
thì hễ có ma giới tức là có cái cảnh giới tái sanh á, thì đương là phải có cái tình trạng không tái, không còn tái sanh. Nếu còn già bệnh chết thì tất nhiên là phải có cái trạng thái chấm dứt già bệnh chết, đó là niết bàn. Cho nên vấn đề mà gọi là phi ba giới và phi tưởng tận giới ở đây là chỉ cho niết bàn hết. Cho nên khi mà chúng ta gặp một vấn đề gì nó khó khăn trong cuộc sống thì chúng ta hãy nhớ Đức Thế Tôn Ngài biết rõ và Ngài đã đưa ra cái giải pháp để chấm dứt cái tình trạng đó. Chúng ta cứ yên tâm như vậy. Bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, như khi chúng ta gặp một cái cảnh ngộ đau khổ phiền toái, nếu là một người đệ tử của Đức Phật và có trí tuệ sáng suốt thì chúng ta cứ nhớ như thế này: luân hồi đau khổ là như vậy, còn thân của quẩn này phải đau khổ là như vậy. Khi nào chấm dứt được sự luân hồi, không còn hiện hữu cái thân ngũ uẩn này nữa thì cái sự đau khổ đó nó sẽ không có. Chúng ta cứ nhớ như vậy. Chỉ có điều là liệu chừng chúng ta có đủ cái đức tin đối với Đức Phật và đủ cái trí tuệ để chúng ta suy xét điều đó hay không. Chỉ ngại rằng là chúng ta bị vô minh chi phối, cho nên lúc mà chúng ta bị khổ thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ đang bị khổ như thế này, không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ đến Đức Phật. Khi mà khổ như thế này, không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về Niết Bàn. Cái đó là tự chúng ta làm cho chúng ta bị bế tắc, tự chúng ta bị bế tắc. Còn nếu như mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này càng khổ thì chúng ta càng thấm thía lời dạy của Đức Phật, và chúng ta càng cảm thấy cuộc sống luân hồi khổ đau nhiều chừng nào thì chúng ta càng thiết tha với cái khuynh hướng xuất ly khỏi tam giới này, tức là đạt được niết bàn. Cái này không phải là một cách chúng ta tự kỷ giám thị để chúng ta lừa dối mình, xoa dịu chính mình, không phải. Mà chân lý đó là như vậy. Vì hễ mà chúng ta còn chấp có thân này là ta, là của ta, thì khi mà bị xúc phạm, chúng ta đau đớn, chúng ta chịu không nổi. Hễ chúng ta còn chấp thủ là chúng ta còn khổ. Mà chúng ta dứt được, bỏ đi cái sự chấp thủ đó, chúng ta không còn đau khổ.
chỉ có như vậy thôi thôi. Cho nên trong cái câu trả lời, trong cái câu hỏi thảo luận số 1, thì ở đây thưa quý vị, hỏi rằng phải chăng ở trong thế giới này luôn luôn có giải pháp cho tất cả vấn đề? Chúng tôi xin trả lời là phải. Chúng ta đều có giải pháp hết. Bây giờ thì còn 25 phút nữa. Ở trong room có Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tân. Đại đức Pháp Tính. Vậy thì xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền điều hợp cho trước hết. Xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền trả lời dùm cho câu hỏi số thảo luận số 2, sau đó thỉnh Thượng tọa điều hợp những câu còn lại cho các vị. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Thượng tọa Tuệ Quyền, trong câu thảo luận số 2 hỏi rằng trong bài kinh này dòng sông với nhị hiểm họa ở đây tượng trưng cho điều gì? Ở trong cái bài kinh người chăn bò ngày hôm nay, Đức Phật đã ví dụ về cái người chăn bò có trí và người chăn bò không có trí, đưa đàn bò qua sông với nhiều hiểm họa. Thì ở đây cái ví dụ đó, dòng sông có nhiều hiểm họa đó chỉ cho cái gì? Xin thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, với Nam mô Tham Ma, với Nam mô Sơn Khai, với Giờ Thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Để có kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, để minh hạnh đại đức, để tính đại đức tự tri cùng chư tăng, xin chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Và câu hỏi rằng là dòng sông nhiều hiểm họa ở đây được tượng trưng cho điều gì? Thưa quý vị, nếu mà vượt qua dòng sông thì chúng ta biết là nhớ cái đàn bò đó được ví như người các tỳ kheo Đức Phật nói rằng ví như là con bò đực mà đầu đàn chúng vượt qua dòng sông, vượt qua bờ bên kia một cách an toàn cũng vậy, bậc A La Hán đã đoạn trừ lậu hoặc và thành tựu viên mãn. Thì ở đây còn các tỳ kheo ví như là ví như là cái con bồ đực nó lớn mạnh, mà con bồ đực á có được huấn luyện khi mà lội qua sông á thì nó đoạn một cách an toàn, cũng như là các thầy tỳ kheo mà đoạn trừ năm hạt phần kiết sử được hóa sanh ở đấy và nhập niết bàn, thì có thể được các vị tỳ kheo ở đây đã nói về cái tỳ kheo nếu đoạn trừ năm hạt phần kiết sử là thân kiến và như với cấm thủ. Ở đây tức là bậc thánh hữu học đó có thể là ngay cả các nếu đối với các bậc tu đầu quần thì không quá 7 kiếp ở đó, bậc nhất lai thì còn một kiếp, mà nếu như sanh về các cõi thì chẳng hạn như cõi nào thì sẽ quá thì sẽ niết bàn ở cõi đó. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ vị tỳ kheo mà
Nếu mà vị mà chứng Thất Lai sanh về cái cõi ngũ tịnh cư mà thì ở đó các vị bằng tại đó luôn, hay là sanh lại cõi người hay cõi chư thiên nào đó thì có thể các vị đó sẽ niết bàn, chứng đắc thành tựu đạo quả và cũng ở tại chỗ đó. Rồi sau khi lội qua dòng sông qua bờ bên kia một cách an toàn, và cũng như ví dụ những con bò nhỏ, những con bò nhỏ mà còn bú mẹ đó thì lội qua sông Hằng được qua bờ vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Những tỳ kheo mà diệt trừ được ba kiết sử ở đây nói về ở đây à, xin lỗi, kéo ở trên thì nói về cái quả vị Nhất Lai, còn dưới này thì nói về ba kiết sử, tức là nói về quả vị Dự Lưu thì không còn, tức là nói đức Phật Thất Lai đó, tức là không còn đọa vào ác đạo, thành tựu sau bảy kiếp các ngài sẽ chứng đắc thánh đạo thánh quả, nên thì đạt đến chánh giác. Vị này cắt ngang dòng sông Ma Vương và sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Và cuối cùng như này, các tỳ kheo con bò con còn nhỏ mới sanh á, con bò này nhờ chạy theo bò mẹ, vừa chạy vừa kêu, sau khi lội qua sông đã được qua bờ bên kia một cách an toàn. Các thầy tỳ kheo tùy pháp hành, tùy tính hành, và khi lội qua sông thì qua sông của Ma Vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn cũng vậy. Ta nói đối với các tỳ kheo, đối với đời sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma giới, khéo biết thì cũng vậy. Các thầy tỳ kheo, tức là những thân ở đây thì thầy cái chữ tức là khéo biết với tư thần giới, với những gì mà cần phải nghe, cần phải tin nơi Tam Bảo sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy vượt qua dòng sông một cách chắc chắn thì chỉ có nói đến các bậc tứ quả, xin lỗi, Nhất Lai, rồi ngay cả các tỳ kheo mà hiểu biết được một tu tập một cách chân chánh, hay được cái sự che chở của bò mẹ, tức là chúng ta y pháp hành mà chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ vượt qua được bờ bên kia. À, với những dòng sông nhiều hiểm họa thì hiểm họa đó chính là những cái hiểm họa, chẳng hạn như chúng ta biết là bị ma dương, bị chặt ngang, hay là bị ở đây cũng thì kính thưa quý vị, nếu như mà một người mà thiểu trí hay một người phàm phu, cái dòng sông này nó cũng như ví dụ như dòng sông của Ma Vương, thì Ma Vương ở đây tức là dòng sông của sanh tử đau khổ. Dòng hiểm họa ở đây tức là thí dụ như chúng ta biết hiểm họa rất là nhiều thứ, tức là hiểm họa về chẳng hạn như là nếu như đó là một dòng sông mà được ví dụ như là sông mê biển khổ, hay là dòng sông này mà trong quê bài kinh này á, thì như vừa rồi là con bò nó vượt qua dòng sông, thì những hiểm họa mà do cái Ma Vương nó bày, nó đặt ra, thì ví dụ như là kiến nghi, hoặc hay là kiết sử, hoặc là các cái phiền não mà nó đưa chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ. Kính mạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là chúng tôi có lẽ là cũng chưa có đọc một cách rõ ràng một kinh văn, cho nên chúng tôi lập tức chúng tôi trả lời như vậy. Nhưng ở đây thì nó cũng có một trái chiều chỗ, tức là hỏi cái hiểm họa của dòng sông mà chúng tôi đã trình bày đã vượt qua dòng sông, thì thôi cũng là cái điều mà sư phụ Tỳ Siêu đi nghỉ rồi, thì sư phụ Tỳ Siêu bảo chúng tôi trình bày thì chúng tôi xin trình bày là như vậy. Nếu như có điều gì thì có thể là tiếp tục xin thỉnh thượng tọa Pháp Tân, nếu như thượng tọa Pháp Tân mà có nhớ là thì có thể trùng thuật lại dùm, nếu như để có thể nhớ.
tuần thì tiếp theo thì câu hỏi số 3 thì đến cung thỉnh đại đức thượng tọa pháp tân dùng quý vị có câu hỏi số 3 không ạ? Kính thượng tọa pháp tân có mặt trước máy không ạ? Câu hỏi số 3 hiểu rằng chư vị a la hán đệ tử Phật cần có sự hướng dẫn của Đức Phật, nếu cần thì tại sao và là điều gì? Dạ, thì kính cung thỉnh thượng tọa pháp tân. Nếu như điều mà chúng tôi trình bày nó đã đủ thì thôi, còn nếu như có gì mà đại đức thấy cần thêm bổ túc thì kính cung thỉnh đại đức thượng tọa quan hỷ bổ túc dùm, với chúng tôi cũng vội vã cho nên có thể là nó hơi sai lệch. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý Phật tử. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tị Quyền, Thượng tọa Minh Thành, đại đức Phật Tính, chư đại đức Tuệ Tri cùng chư tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Để tiếp theo đó là cái câu hỏi số 3, hỏi là chư vị thánh A-la-hán đệ tử Phật có cần sự hướng của Phật không? Nếu cần thì tại sao và điều gì? Xin thưa với quý vị rằng đối với các cái bậc thinh văn á, cái điều là nương tựa ở nơi đứng chánh đặng chánh giác. Mặc dù là các vị A-la-hán thì các ngài đã hoàn toàn giải thoát, nhưng mà về mặt nào đó thì cũng dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, bởi vì các bậc thinh văn là như vậy. Ở đây đó thì cái con đường phạm hạnh mà quý vị có nghe rõ không? Nghe nhỏ quá hả? Quý vị có nghe rõ không? Hơi nhỏ hả? Tại hôm nay đó là cái rõ rồi hả? Ở đây đó thì đối với cái mặt tri kiến đó, thì hoàn toàn các vị A-la-hán thì các ngài đã hoàn toàn vượt qua những cái sự ràng buộc của phiền não. Cho nên cái hiểu và cái biết của các ngài đó thì phải nói một điều, đó là nó giống như những gì mà Đức Phật ngài đã dạy. Bởi vì chư vị A-la-hán là đã đi trên cái con đường của Đức Phật, đã giáo truyền. Cho nên là khi mà các ngài giác ngộ rồi đó, thì về mặt tri kiến đó, thì đối với các ngài thì hoàn toàn là nó không có một cái gì trở ngại gì. Giống như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật xác nhận là một cái vị đệ tử nào đó là con của Như Lai thì mình biết rằng cái vị đó là đã bước vào vòng thánh, tối thiểu là cũng là bậc tu đầu quần. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng đối với các bậc A-la-hán đệ tử của Đức Phật á, thì ở đây đó là phải nói rằng là về mặt tri kiến thì hoàn toàn những thực hành và hiểu đúng những cái gì mà Đức Phật ngài dạy. Cho nên là chúng ta thấy rằng có khi đó là ở trong kinh ghi lại đó là có những cái nơi đó
Thì nếu không có Đức Phật thì hai cái vị đại thượng thủ Thinh Văn của Đức Phật, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đó, thì hai ngài có thể thay thế Đức Thế Tôn để mà thuyết giảng giáo pháp này, mang lại cái sự lợi ích này cho quần chúng, cho quần chúng. Thì phải nói một điều đó là điều đó nói lên một điều đó là hai cái vị thượng thủ Thinh Văn này có đủ cái khả năng để mà triển đạt giáo pháp này. Cho nên chúng ta thấy rằng là về mặt nào đó thì bậc Thinh Văn cũng phải y thừa theo cái giáo pháp của Đức Phật, mặc dù là một bậc hoàn toàn giác ngộ như là những bậc A-la-hán. Nhưng mà khi mà các ngài thuyết giảng hay là về mặt tri kiến thì các ngài cũng giống như là những cái gì mà Đức Phật đã giáo truyền, mặc dù là giới hạn ở cái hạnh nguyện của một bậc Thinh Văn. Nhưng mà ở đó đó là chúng cho chúng ta thấy rằng là cái sở hành của các ngài và cái tri kiến của các ngài cũng vẫn cái sự dưới cái sự mà hướng dẫn của Đức Phật, hướng dẫn của Đức Phật. Cho một điều đó là chúng ta thấy rằng là chư vị A-la-hán á, thì các ngài A-la-hán Thinh Văn đó, thì các ngài y theo cái chánh pháp này, y theo cái giáo pháp này, cho nên là dù trên phương diện nào đi nữa thì các ngài vẫn là cái người mà thừa hành theo giáo pháp của Đức Phật, thừa hành theo cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên để mà được Đức Phật ngài xác nhận là một bậc thánh, là con của Như Lai, hay là nói là vị đó là vị vô lậu, như câu chuyện là nói rằng là một vị mà đoạn trừ được hoàn toàn những cái phiền não, ly tham hết các ái, ly tham hết hoàn toàn đó, thì chỉ cho cái bậc A-la-hán. Khi mà được hỏi đó thì cái vị đó tự như là nhận thấy mình, biết mình là cái người mà hoàn toàn lìa bỏ những cái phiền não, không còn một chút luyến ái. Cho nên là khi mà vị đó nói lên những cái suy nghĩ của mình, những cái sự nhận xét của mình về bản thân của chính mình á, thì được Đức Phật ngài xác nhận lại đó là cái vị đó là hoàn toàn là ly dục, ly phiền não, không còn những phiền não nữa. Thì ở đây đó cho chúng ta thấy rằng là đối với một bậc A-la-hán thì các ngài đã đi trọn vẹn cái con đường phạm hạnh này rồi, tức là giới định tuệ đã được viên mãn. Cho nên là dù gì đi nữa thì các ngài vẫn phải là một, vẫn như là một cái bậc Thinh Văn, mặc dù là sự giải thoát hoàn toàn, nhưng mà dưới cái sự dắt dẫn của Đức Phật, dưới cái sự tiếp dẫn của Đức Phật, thì những vị ấy á, đều là những cái vị mà vẫn y theo gọi là Phật bảo, y theo pháp bảo, y theo tăng bảo trong một cách tự nhiên của một bậc thánh, của một bậc thánh. Vậy về mặt tri kiến hay về sở hành á, thì hoàn toàn nó là trong sáng, không còn chút một bận nhơ. Thì đây là cái ý kiến của chúng tôi, xin được trả lời cái câu hỏi số 3. Bây giờ là đến cái câu hỏi số 4 này nè, không biết là không biết là còn có ai nữa không, không biết là thượng tọa Tị Quyền có thể trở lại được không. Có Đại Đức Pháp Tính nè, nếu mà Đại Đức Pháp Tính nghe được thì Đại Đức Đại Đức Pháp Tính nghe được thì Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho cái câu số 4 này đi. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Thầy, mà xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Tây Quy và thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ.
Hôm nay thì đường nét của chúng tôi rất là lạ, tới giờ giảng thì nó không có online được, tự động nó bị văng ra. Rồi khi mà các vị giảng hoặc các ngài giảng, các ngài thảo luận thì chúng tôi nghe rất là rõ. Dạ, lâu lâu rồi nó cũng bị trục trặc. Dạ. Ồ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Hình như là dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Ở trong cái câu thảo luận này đó, hỏi rằng có phải tất cả phàm tăng đều là được gọi những vị tỳ pháp hành, tỳ tính hành phải không? Thì thật sự ra không hẳn là như vậy. Không hẳn là như vậy. Ở trong tất cả các vị phàm tăng thì coi như là mỗi vị có một cái ba la mật, hoặc là có một cái hạnh nó riêng quý vị, nó riêng với nhau. Cũng như quý vị thấy rằng ở chúng tôi đọc ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo đó, có kể lại một cái trường hợp của một cái vị đó. Một cái vị đó thì quý vị thấy rằng là thiện nam tín nữ họ đi đến họ thăm cái vị trưởng lão đó, rồi họ mới hỏi cái vị trưởng lão đó đó là bạch ngài, ngài đắc được cái pháp gì rồi. Thì lúc đó cái vị trưởng lão này mới trả lời, tôi đâu có đắc được cái pháp gì đâu, đâu có đắc được cái pháp gì đâu. Thì lúc đó những người thiện nam tín nữ đó, người ta nói, trời ơi, hồi trước giờ chúng con hộ độ ngài rồi, chúng con tưởng là ngài đắc được cái pháp gì, giờ hỏi ra ngài vẫn còn phàm, ngài chưa có đắc được cái gì hết. Tự nhiên cũng như là người ta có cái sự, những cái người đó người ta bất mãn, người ta bỏ đi, người ta bỏ đi về ngang vậy đó. Thì lúc đó đó, cái vị trưởng lão đó mới thấy rằng, thôi chúng sanh, coi như là chúng sanh giống như là thời nay can cường quá, tự nhiên rồi phát tâm rồi hộ độ, rồi bây giờ rồi mình không có đắc cái gì á, họ cũng có cái sự mà buồn phiền bực bội, tự nhiên họ giống như là họ muốn la mình vậy đó. Thành ra đó, lúc đó, đó ngài mới thấy rằng cái đời sống này nó là cũng như là nó thuộc về mà nó vô thường. Có nghĩa là hôm nay người ta sùng hộ mình, nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay thì coi như là người ta không có còn sùng mộ mình nữa, vân vân. Thành ra vị này mới quán về các pháp nó vô thường, khổ, vô ngã. Thành ra đó, lúc đó đó, cái vị này coi như là đắc được pháp luôn, đắc được pháp nhãn luôn, có nghĩa là chứng đắc A-la-hán luôn. Rồi thì lúc đó cái vị trưởng lão này mới kêu, vô đây, vô đây, còn nữa, một nữa nguyên bản. Có nghĩa là cái vị này không nói là mình đắc, nhưng mà cái vị này thông báo cho mọi người biết là một tuần lễ nữa ta sẽ viên tịch niết bàn. Thì ở trong cái bản chú giải Thanh Tịnh Đạo đó mới kể lại là do ngài cái vị trưởng lão này là coi như là có cái nguyện rằng là ở trong tương lai sẽ trở thành giác. Thành ra cái vị trưởng lão đó coi như là tu tập không có chứng quả A La Hán ngay trong hiện tại này. Đó thì nhưng mà tự nhiên có những đi đến coi như là phàn nàn với ngài. Đó thành ra đó thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng là không phải tất cả phàm tăng là thuộc về tùy pháp hành, là tùy tính hành. Có vị là cũng là thiên về trí tuệ, thiên về trí tuệ, hoặc là có vị sẽ ở trong tương lai sẽ trở thành bậc chánh giác, hoặc là một vị độc giác, hoặc là thượng thủ tinh văn, vân vân, có rất là nhiều. Rồi cũng có những vị là do theo trí tuệ, ví dụ như là tùy pháp hành. Tùy pháp hành là có nghĩa là cái vị này nương theo trí tuệ để mà tu tập cái bậc mà tùy pháp hành á, là quý vị thấy rằng là cái vị này sẽ
sẽ nương theo cái trí tuệ để mà quán các pháp, để mà đắc được đạo quả. Còn tùy tính hành á, là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có những vị sẽ nương theo cái niềm tin của mình để mà tiến tu, để mà đắc được đạo quả tu đầu quần, hoặc là các cái tầng thánh cao hơn. Vậy thì ở trong số những vị phàm tăng, có vị đó thì sẽ nương theo cái trí tuệ của mình, có vị đó thì sẽ nương theo cái niềm tin của mình để mà phát triển, để mà tu tập, tu để mà đạt đến đạo quả ở trong tương lai một cái lúc nào đó mình không có biết đó. Rồi cũng có những vị phàm tăng ở ngay trong cái kiếp sống này, do cái ở trong những cái đời trước, những cái vị này phát nguyện trở thành thượng thủ tinh văn, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra đó lúc đó đó các vị sẽ tu tập để mà đủ cái ba la mật, mà theo cái hạnh nguyện của cái vị đó đã phát nguyện. Thành ra đó sẽ có vị sẽ đắc ở trong hiện tại này, có vị sẽ đắc ở trong tương lai. Hoặc là quý vị thấy rằng có những vị cũng sanh lên cõi chư thiên rồi mới đắc ở trên cõi chư thiên, rồi sẽ niết bàn ở trên cõi chư thiên luôn. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái hạnh nguyện của tất cả các vị trong số những vị phàm tăng, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là quyền một cái số phàm tăng đó là chỉ có tùy pháp hành và tùy tính hành không, thì cái điều đó hẳn là nhiều, nó không phải mà nhiều người nó khác nhau. Ý chúng tôi qua câu số 4 mà đã nêu, có lẽ rằng là bây giờ thì thời gian cũng không còn nữa rồi. Chúng tôi xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Thay mặt hội chúng trong room, chúng con xin thành kính tri ân và đảnh lễ chư tôn đức tăng. Kính chào đại chúng ở trong room. Kính chúc quý ngài có một đêm một ngày an lành. Kính chúc quý đại chúng có một ngày một đêm an lành. Bây giờ thì xin mời vị tri chúng có trách nhiệm nảy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức và Điền Khuyết về cho giờ thảo luận. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Sa, dạ, con tri ân sư. Cảm ơn Giang Nhật Hà. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức tăng mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hớp xương ân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.